Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục chế biến con mực củi gửi cho khách ở xa. Cái này không tiện đường để gửi sống được như tôi gửi xa. Đây là địa chỉ của khách cho các bạn có đọc. Đây, đấy. Thế này rõ rồi đúng không? Đây là anh Giới ở Đắk Lắk. Đây là số lượng con mực củi anh đặt 100 con. Đấy, các bạn xem còn sống nguyên. Đây, thời gian hôm nay là ngày này tôi có báo mới đây, báo đời sống gia đình đây, cô gái rất xinh đây, số 51 22 tháng 12 2016. Đây nha, các bạn nhìn rõ nha, 22 tháng 12 2016, cô gái rất xinh. Đây là con bồ tổng sống nguyên, và tôi giao ra lấy giao từ khách, tất cả các bạn ở xa đây đều tôi đều gửi như vậy thôi. Chế biến bằng cách là các bạn sẽ rửa qua con bột củi đi, đây tôi rửa rồi, tôi rửa lại cho các bạn xem thôi. Đấy, các bạn rửa sạch sẽ bột củi đi. Rửa xong rồi các bạn để ráo nước. Rồi, mình có chảo, chảo các bạn rửa sạch chảo nhá. Đây, rửa chảo. Đấy. Đấy, người ta... Đây, tôi chuẩn bị rang một củi đây. Đây. Rang một củi này các bạn để lại vung lại nhé. Đây còn một củi rang sống nguyên này. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật bếp để rang nhé. Đây là số điện thoại của khách này. Đây là số điện thoại của khách này. Đây là báo này sống gia đình. Hôm nay là tay một củi đây. Thì nha, các bạn thấy con bồ củi sống nguyên này, tôi đã vung vào đạm luôn này nhé. Thấy rất mạnh. Đây là số lượng bồ củi đặt. Các bạn yên tâm, mà các bạn mua bồ củi của tôi, nếu mà tôi không thể gửi trực tiếp được con bồ củi sống thì tôi sẽ rang lên gửi cho các bạn. Chất lượng của bồ củi rất là thơm. Thời gian rang của bồ củi này từ 5 đến khoảng 15 phút. Thường là rang trong vòng khoảng 15 phút. Khi nào nó không nảy nữa thì các bạn bỏ ra, nó cái là con bồ củi nó gần chết rồi. Này nó yếu rồi, nó không nảy nữa. Các bạn thấy nó đang rẫy. Đấy. Này các bạn sẽ rang trong vòng 10 phút đi. Rang nhỏ lửa thôi nhé. Rang xong các bạn sao vàng hạ khẩu và có thể cho ngâm rượu. Đấy. Thì con một củi rang xong nó rất là thơm. Rất là thơm. Còn con một củi chết thì nó sẽ có cái mùi nó không thơm. Ăn nó không ngậy. Và nếu con bồ củi mà ai mà bỏ ngâm rượu rồi mà bán được cho tôi thì con ấy không được, bởi vì nó có mùi rượu ngâm thì sao mà bán cho các bạn được. Các bạn lửa các bạn biết ngay. Đây con bồ củi là các bạn cứ rang, các bạn cứ để nhỏ lửa thôi nhá, các bạn cứ rang để đảo đều như này thôi trong vòng một lúc nhá. Và thế mà khi nào được thì là cái cánh nó mở ra một chút này. Các bạn thấy cái cánh nó mở ra một chút này, cái gì nè, con một củi khô mà ngửi nó thơm. Đây thưa các bạn là con một củi này ra được rồi. Cái phần này các bạn chú ý nhé, phần nó hơi tách ra tí này. Tất nhiên là cũng không phải là con nào cũng tách. Hay là các bạn bóc ra, nếu các bạn ăn trực tiếp thì các bạn bóc cái cánh này ra nhé. Các bạn ăn trực tiếp các bạn bóc cái cánh này ra là có thể ăn được luôn. Đây và các bạn để ý xem con một củi này là ngửi con mực này, đấy là ngửi nó còn thơm, ngửi nó rất là thơm, thơm lắm và ăn nó ngậy, ngửi nó thơm, ăn nó rất là ngậy. Rang xong rồi các bạn bắt đầu là hạ thổ nhá. Cái phương pháp hạ thổ thì rất là đơn giản thôi. Đây,
bạn dùng cái chậu này cho nó sạch đi, khô sạch đi. Hay các bạn để đất, để đất là đổ cho con, đổ con mục hồi vào đấy không? Đây thôi. Đây các bạn để lúc nguội, đây chính là phương pháp hạ thổ tiếp âm thôi. Còn nếu mà đổ thẳng đây thì tôi nghĩ là nó không sạch lắm. Và sau khi như thế này là con mực củi tôi đã rang xong rồi, tôi sẽ để nguội, tôi đóng gói gửi cho khách. Người khách chỉ việc đổ rượu vào ngâm thôi. Rồi, xin tạm dừng video ở đây. Các bạn hãy mua con mực củi liên hệ với tôi qua số điện thoại 0932340345. Tôi tên là Toại. Các bạn xem xong video này thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh của tôi để có những cái bài video mới nhất, nhận được những video và những bài thuốc mới nhất luôn luôn cập nhật. Xin tạm biệt các bạn nhé.